Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ đã thành lập, đưa vào hoạt động các tổ truyền thông cộng đồng nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, cũng như xóa bỏ định kiến về giới, tập tục, thói quen có hại cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng địa bàn an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Hôm nay, tổ truyền thông của bản Váng Chủ, xã Phìn Hồ tổ chức buổi tuyên truyền cho chị em phụ nữ trong bản với nội dung về bình đẳng giới và kế hoạch hóa gia đình. Chị Sùng Thị Lả, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng bản Váng Chủ cho biết, đối với người dân trong bản, nhất là chị em phụ nữ, do nhận thức còn hạn chế nên nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với phong tục tập quán. Trong các buổi tuyên truyền như thế này, chị Lả không đọc các nội dung từ văn bản pháp luật mà bằng cách trò chuyện, cùng nhau trao đổi các vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Qua đó, chị lồng ghép các nội dung cần tuyên truyền đến người dân. Tuyên truyền về các chị em phụ nữ về không được sinh con thứ ba, phải đi đạp vòng, có con thì phải đi tiêm đúng tháng, đủ tháng, đi cho con đi siêu âm để biết con ở trong có bị như thế nào hay không. Thì bây giờ các chị em phụ nữ cũng hiểu nên nói chung là cũng đi khám hết. Bây giờ bình đẳng giới là chị em phụ nữ và các ông chồng cũng biết giúp đỡ nhau để không khổ như trước. Trước thì không như bây giờ là các anh cũng giúp đỡ chị em phụ nữ làm việc nhẹ, việc lớn cũng giúp đỡ nhau. Để bây giờ các chị em phụ nữ đỡ khổ hơn một trước. Chị Chớ Thị Mò, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phìn Hồ cho biết, mô hình tổ truyền thông cộng đồng tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân tại địa bàn. Thông qua hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, nhân dân được tiếp cận nhiều hơn với những kiến thức như luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy. Chúng tôi đã tuyên truyền về những cái nội dung về bình đẳng giới cho các chị em thì sau khi có những cái tổ truyền thông này xong thì giờ cái cách thay đổi những nghĩ cái làm của chị em cũng phát triển rất là nhiều và cũng có những cái mới. Ví dụ như hồi trước thì chị em là hay bị bạo lực gia đình hay trọng năng. Các ông chồng thì cứ cho chị em là trọng năng khinh nữ, là cho con trai đi học rồi là không cho con gái đi học. Nhưng mà hiện tại là sau khi là thành lập có những cái mô hình tổ truyền thông này xong thì các ông chồng cũng hiểu cho chị em là nam nữ bình đẳng và năng con trai cũng như con gái và con gái cũng như con trai. Và hiện tại là cái sự bình đẳng giới là cũng thực hiện cũng là tốt ở các tổ truyền thông và nói riêng và trong địa bàn xã nói chung ạ. Anh Mùa A Sú, bí thư chi bộ bản Hủy Khương, xã Vàng Đán, thành viên tổ truyền thông cộng đồng bản Hủy Khương chia sẻ: thời gian qua, tổ truyền thông cộng đồng thường xuyên đến các gia đình trong bản để nắm bắt mọi tâm tư nguyện vọng của người dân, sau đó tổ chức các buổi họp bản, đưa các nội dung mọi người đang quan tâm để cùng nhau đóng góp ý kiến và giải quyết. Trong mỗi buổi họp bản như thế, tổ truyền thông của bản cũng tuyên truyền hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, quan tâm đến trẻ em, tránh bạo lực gia đình và tảo hôn. Có tổ truyền thông cộng đồng vào tuyên truyền là bà con trong bản cũng nói chung là cũng hiểu biết nhiều cái và cũng thay đổi nhiều. Ví dụ đây như là sinh con đẻ cái là trước kia là chưa hiểu biết là tự đẻ trong nhà các kiểu là nó nguy hiểm đến tính mạng do trẻ sơ sinh và vừa cho mẹ đẻ, mẹ sinh. Và sau khi có tổ truyền thông vào bản tuyên truyền cho bà con với các ban ngành đoàn thể trong bản được đi tập huấn nhiều cái là về tuyên truyền cho bà con, nên là từ đấy là nhiều cái là cũng thay đổi rất nhiều. Các thanh niên và các vợ cặp vợ chồng đều là hoàn thuận với nhau, không có sự gay gắt với nhau, là bạo lực trong gia đình là cũng hạn chế đi nhiều. Với phương châm tuyên truyền tại chỗ, gặp ở đâu tuyên truyền ở đấy, sau gần một năm thành lập, tổ truyền thông cộng đồng ở bản Ham Song 2, xã Vàng Đán đã chọn cách tuyên truyền theo nhóm hộ gia đình với những vấn đề liên quan đến chính cuộc sống của người dân trong bản. Với những nội dung như thay đổi cách nghĩ rằng việc dọn dẹp nhà cửa là của phụ nữ,
hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tác hại việc nuôi vật thả rông, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Từ cách làm này mà người dân trong bản đã có sự thay đổi về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, hiểu biết về pháp luật cũng đã có sự thay đổi hơn trước. Tôi là thành viên của đội truyền thông thì cũng là cô đỡ của bạn thì cũng được đi tuyên truyền về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ này, về khám thai này, về chăm sóc sau sinh của phụ nữ trong bản. Từ khi có tổ truyền thông ở cộng đồng thì dân bản cũng được tiếp xúc cũng như là học tập về kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ, với lại được học về cái phương thức bình đẳng giới. Về từ khi là có cái đội truyền thông này thì bà con cũng có cơ hội được sinh hoạt chung này, cũng có cơ hội được tham khảo là tìm hiểu về những nhiều kiến thức. Sau khi có tổ truyền thông cộng đồng thì chi hội phụ nữ ở bản của chúng tôi đã hàng tháng sinh hoạt một lần. Trong sinh hoạt thì chi hội phụ nữ đã tuyên truyền về phát triển kinh tế, kế hoạch hóa gia đình, làm sao để các chị em phụ nữ hiểu và vươn lên làm chủ kinh tế, làm giàu. Được tuyên truyền, được hội phụ nữ xã truyền thông nhiều thì các chị em ở trong bản bây giờ cũng đã suy nghĩ và thay đổi khác rất là nhiều. Đã biết áp dụng máy móc vào làm nông và cách giáo dục trẻ em cũng theo lối phát triển hơn nhiều. Mô hình tổ truyền thông cộng đồng là một trong các mô hình cơ bản của dự án 8, được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tuyên truyền vận động người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại đã và đang là rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ và trẻ em. Huyện Nậm Pồ đã thành lập được 72 tổ truyền thông cộng đồng tại 15 xã trong huyện. Tôi cảm thấy là cái tổ truyền thông cộng đồng là rất là tốt, rất là bổ ích đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi. Và tôi cũng kính mong là Đảng, Nhà nước là tiếp tục có chính sách như vậy để bà con được hưởng và cũng như là bà con được tiếp cận nhiều hơn. Và tôi cũng mong là ngoài những cái kiến thức về phụ nữ và trẻ em thì cần phải thêm về một số kiến thức khác nữa để các anh con trai cũng được tham gia như chị em phụ nữ. Bởi vì cái dự án này làm bảo là bảo vệ phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên là các anh cứ mặc định là phụ nữ là chủ trong cái vấn đề tuyên truyền thì cứ mặc định rằng là chỉ có phụ nữ mới tham gia nên là các anh con trai là cũng ít, nên là tôi cũng mong là qua cái đợt này thì sẽ bổ sung thêm thành phần trong cái vấn đề tuyên truyền hơn để các anh ấy tham gia nhiều hơn, để các anh hiểu hơn và chia sẻ giúp người vợ cũng như là người phụ nữ nhiều hơn. Về tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới thì các cấp hội phụ nữ huyện là trên địa bàn huyện, đối với cấp huyện thì đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho 72 tổ truyền thông cộng đồng, trong đó thì cũng chỉ đạo hội liên phụ nữ các xã là tổ chức thành lập 72 tổ truyền thông cộng đồng nhằm tổ chức các hoạt động sinh hoạt tuyên truyền các cái nội dung về liên quan đến cái đặc thù của địa phương để nhằm góp phần là xóa bỏ cái định kiến giới và khuôn mẫu giới ở trên địa bàn. Các tổ truyền thông cộng đồng tập trung chủ yếu tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện Nậm Pồ, không chỉ giúp người dân thay đổi nhận thức và hành động về bình đẳng giới và quyền lợi trẻ em, mà còn góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mà chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đề ra.